Sao tự nhiên anh nghiêm trọng vậy? Tất nhiên chuyện này phải nghiêm trọng rồi. Em tưởng anh mới là người vui nhất chứ. Thế bây giờ là em nói thật hay nói đùa? Em nói thiệt. Nghĩa là bây giờ là mình xin bố mẹ ở lại đây, xong là không chuyển về nhà mẹ học nữa. Dạ đúng. Này đây toàn là người lớn đấy nhá. Nói phải suy nghĩ kỹ chứ không quyết định tùy tiện được đâu. Quyết định có thể nhanh, nhưng không tùy tiện ạ. Nói cái gì đó? Nói bé nhỉ? Không loại được chữ gì luôn chứ. Ba mẹ cho xem với. Thì con xem đi. Con nói khẽ. Nói gì? Tiếng nhỏ thế chẳng nghe thấy gì. Ồ, cậu ơi, tiếng nhỏ quá không nghe được gì cả. Cậu có thể đến gần chúng nó hơn một tí được không? Em thay đổi quyết định 180 độ, chả nói trước gì với anh cả. Tất nhiên là anh cũng muốn là vợ chồng mình có một cái chỗ ở nó rộng rãi, nó thoải mái. Thì bây giờ là mình chưa có điều kiện mình mua nhà thì thôi, thì mình sang ở với mẹ Ngọc. Sao mọi người không ra chụp bố xe cho nét đi? Hợp lý. Cái cửa ngay đằng kia thôi mà. Đúng là lúc mới kết hôn, em rất sợ cái cảnh phải sống chung với mẹ chồng. Khủng khiếp hơn là phải sống chung tập thể anh chị em đông như quân nguyên binh nhà chồng. Thì đấy, cái tập thể lắm lúc anh còn sợ nó là em. Nhưng mà bây giờ em hết rồi. À không, hết thì không phải, thi thoảng thì em vẫn sợ. Nhưng mà không biết từ lúc nào, dạo gần đây em thấy em cười nhiều hơn khi ở nhà mình. Và cũng không hiểu từ lúc nào em thích ăn cơm mẹ cúc hơn là ăn cơm ở ngoài tiệm nữa đó. Biết mà, anh nhìn thấy sự thay đổi của vợ anh chưa? Đi, mình đi vô xin phép bố đi. Từ từ đã. Em biết là mấy tháng vừa rồi em thấy gia đình mình rất là vui vẻ, rất là đáng yêu. Nhưng mà cũng đừng có quên, trong nhà mình vẫn tồn tại những cái sự ồn ào mà em sẽ không thích. Vẫn còn tồn tại những cái tật xấu mà không thấy được ở đâu luôn. Kể cả là những sự cố chấp đến mức khó chịu mà chắc chắn là không thể thay đổi được. Nghĩ kỹ đi. Thế anh đã nghĩ kỹ chưa? Tại sao các chị chịu được mà em không chịu được? Thì các chị khác em khác. Ai cũng khác nhau cả. Nhưng mà chúng ta tìm điểm chung để cùng sống với nhau. Giống như anh và em, hoàn toàn khác nhau, nhưng mà vẫn cưới nhau được đó chứ. Em kể cho anh một bí mật nha. Sao? Không. Thật ra mẹ em ấy khó tính, khó chịu, nói chung là khó nhiều lắm, anh không biết đâu. Nhưng mà nói chung cái khó đó đó là bằng cả nhà mình cộng lại mà không bằng cái khó của mẹ luôn. Trời, con cái mất nết. Chưa xong. Còn nữa, cái này kinh khủng hơn này. Là con gái của mẹ em đây. Rồi. Không thua gì mẹ em, cho nên anh không cần phải lăn tăn.
đối với em. Được làm con dâu của mẹ chồng quốc dân như mẹ Cúc, em nguyện làm cả đời. Còn các chị, có mỗi chị Hà thì phức tạp thôi. Nhưng mà anh yên tâm, em đã tìm ra cách sống chung với chị Hà rồi. Cái gì? Này nhá, này, không thể bắt học sinh lớp 1 giải toán lớp 10, nên hiệu quả nhất là chúng ta sẽ cùng nhau giải toán lớp 1. Và mọi thứ sẽ được giải quyết căng nét. Nét căng. Nét căng. Bây giờ vào thông báo bố mẹ nhỉ. Dạ. Sao mà nói chuyện vội vàng quá vậy? Nói từ giờ đến tối để cho mọi người chờ luôn một thể. Con xin lỗi để cả nhà chờ ạ. Tại bọn con có một số việc phải thảo luận lại. Thảo luận thì thảo luận cho thật là nhanh lên em ạ. Chứ cũng sắp đến giờ anh chị phải đi làm đấy, rồi đây, đây, với lại bố mẹ thì cũng mệt lắm rồi. Đây 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 em xong rồi. Mọi người dừng tay để em phát biểu tí. Nói đi. Bọn con sẽ ở lại ạ.